Tin Vatican, Đức Thánh Cha tặng 10.000 euro giúp người dân Yemen tị nạn trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Theo hãng tin Johab của Hàn Quốc, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nam Hàn, Đức Tổng Giám mục Afes Zurep đã trao cho Đức cha Peter Kan Uin, Giám mục Giáo Phận trên đảo Tế Châu, Số tiền 10.000 euro của Đức Giáo hoàng Francisco tặng để giúp đỡ người dân Gimmen cần sự trợ giúp hiện đang tị nạn trên đảo. Đức Tổng giám mục Surep đã đến thăm đảo Jeju để bày tỏ tình liên đới của Đức Giáo hoàng Francisco với Đức giám mục sở tại là người đã luôn ủng hộ những người Gimmen tị nạn và kêu gọi người dân Hàn Quốc thể hiện lòng khoan dung và bác ái trong sự hòa hợp hoàn hảo với giáo huấn của đức giáo hoàng về người di cư và tị nạn. Đức sứ thần tòa thánh cũng đã gặp 527 người Jimen tị nạn và cử hành thánh lễ cùng gửi đến tất cả mọi người lời chúc lành của đức giáo hoàng. Những người Jimen đã chạy trốn khỏi đất nước Jimen đang bị bất an bởi những xung đột và căng thẳng, họ đến đảo Jeju theo quy chế của nhà nước Hàn Quốc cho phép những người ngoại quốc cư trú trên đảo này với thời hạn 3 tháng mà không cần thị thực nhập cảnh. Những người di bất ngờ đến đảo này đã tạo nên những lo âu trầm trọng cho cư dân tại đây, đặc biệt là về kinh tế. Vì thế, cư dân ở đây đã phản đối việc tị nạn của những người di trên đảo này. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắc nhở các tín hữu bốn thái độ cần có đối với hiện tượng di cư là chào đón bảo vệ thăng tiến và hội nhập